không thể tin được những ngôn từ này lại phát ra từ những món đồ chơi dành cho trẻ em. Chưa hết, những món đồ chơi được quảng cáo là thông minh, giúp cho trẻ nhanh biết nói, khám phá thế giới xung quanh, lại chứa đầy những ngôn từ đầy bạo lực và chết chóc như thế này. Điều đáng ngạc nhiên là những món đồ chơi như vậy lại được bán tràn lan công khai trên các cửa hàng tại Việt Nam. Phố Lương Văn Can, Hà Nội được biết đến là một con phố nổi tiếng chuyên bán đồ chơi trẻ em. Những mẫu đồ chơi thông minh, biết kể chuyện, hát hay dạy trẻ tập nói được bày bán tràn lan với nhiều mẫu mã và màu sắc đa dạng. Cái này là của Trung Quốc đúng không? Tất cả đều của Trung Quốc hết. Làm khá thành rất. Bây giờ làm cái con này mà Trung Quốc có làm một mang cái gì này cũng không tin nào, không ai thôi. Với giá chỉ từ vài chục cho đến vài trăm nghìn đồng, nên đồ chơi thông minh tích hợp nhiều chức năng này đang trở thành một món đồ rất hút khách. Tôi lập gia đình được 2 năm, vợ chồng sống rất hạnh phúc. Nhưng tuần rồi tôi đi coi bói, thầy bói nói tôi và vợ tôi không hợp tuổi, sống với nhau có thể hình khắc chia ly. Tôi có cô em vợ xinh đẹp và rất có cảm tình với tôi. Thầy bói nói tuổi tôi và cô em vợ rất hợp nên chung sống với nhau. Cô em vợ tôi cũng đồng ý như thế. Xin hỏi bà tôi có nên bỏ vợ để lấy cô em vợ không? Trả lời, không nên dị đoan nghe lời thầy bói mà bỏ cô chị lấy cô em. Tốt hơn hết là nên lấy cả hai chị em. Đây chính là một câu chuyện được phát ra từ đồ chơi có tên gọi là quả táo thông minh. Một câu chuyện với những ngôn từ tục tĩu, phản cảm, không hề có ý nghĩa giáo dục, cũng chẳng mang nghĩa nhân văn. Nhưng không hiểu sao, lại được quảng cáo là máy giúp nâng đỡ tương lai của em bạn, hay khai sáng trí thông minh cho trẻ. Một món đồ chơi khác cũng trong hình dạng một bảng chữ cái, với thiết kế ngộ nghĩnh, bắt mắt, nên dễ dàng thu hút các em nhỏ. Tuy nhiên, bảng chữ cái này lại thông minh một cách quá đà. Đỉnh điểm với câu chuyện về thỏ trắng say thuốc lắc và những câu văng tục của chú hổ trong rừng xanh. Con thỏ đang chạy trong rừng, thì thấy chó sói đang hít heroin bên nói. Em sói ơi, anh nghe em từ bỏ những thứ độc hại đó. Đi với em quanh rừng, sẽ thấy nhiều cảnh đẹp lắm. Cả hai đang chạy, thì lại gặp con cáo đang hút á phiện. Thỏ lại nói, anh cáo ơi, hãy từ bỏ chất độc hại và theo em ngắm cảnh rừng. Chỉ một lúc, lại gặp con cọp đang thích thuốc kích thích. Thỏ lại nói, anh cọp ơi, hãy từ bỏ. Nhưng cọp gầm lên, mày thỏ, lần nào mày say thuốc lắc cũng rủ tao chạy khắp rừng, cút xéo. Ngay cả những món đồ chơi bên ngoài bao bì có dán giấy cam kết về đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Thế nhưng trên thực tế, những bài học hay câu chuyện kể trong những chiếc máy này thì lại chẳng hề được kiểm duyệt. Tìm mua 4 loại máy kể chuyện tích hợp các chức năng thông minh với những hình dạng và mẫu mã khác nhau thì điều ngạc nhiên là cả 4 loại đồ chơi này đều có những nội dung ghi âm phản cảm và không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Đồ chơi cho trẻ em nhưng lại chứa những ngôn từ tục tĩu, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển, tư duy và nhận thức của trẻ. Việc xem xét những món đồ chất lượng có nguồn gốc rõ ràng là điều cần thiết trước khi các bậc phụ huynh quyết định chọn lựa cho con em mình. Anh ơi, nhưng mà dùng đứa này tôi chịu không? Hà kích! Hà kích một lần cho đời! Em là sống!